Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News và như thường lệ thì chúng ta cùng nhau điểm lại những thông tin công nghệ hot nhất của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Redmi Note 9 series dự kiến sẽ được Xiaomi trình làng vào ngày 12 tháng 3 tới đây. Trước ngày ra mắt không xa thì leaker mới đây đã bất ngờ chia sẻ những thông số cấu hình của phiên bản Redmi Note 9 Pro. Theo đó thì chiếc điện thoại này sẽ giữ màn hình là LCD 6.67 inch, độ phân giải là Full HD+, tỷ lệ là 20:9 và được thiết kế dạng đục lỗ để có thể chứa camera selfie là 16 megapixel. Ở mặt sau thì máy sẽ được trang bị hệ thống là 4 camera, bao gồm cảm biến chính là 48 megapixel, cảm biến góc siêu rộng là 8 megapixel, cảm biến macro là 5 megapixel và cảm biến đo chiều sâu là 5 megapixel. Bên trong thì Redmi Note 9 Pro sẽ sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon 720G đi kèm với hai tùy chọn dung lượng RAM là 4GB hoặc là 6GB và ROM là 64GB hoặc là 128GB, trùng khớp với những thông tin dò dỉ trước đó trên dữ liệu của Geekbench. Đồng thời thì máy sẽ được tích hợp viên pin dung lượng cao là 5020 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh công suất là 18W và bàn giao với 3 màu sắc, đó là Aurora Blue, Glacier White và Interstellar Black. Đáng tiếc là thông tin này lại không tiết lộ về giá bán. Các bạn thân mến, Samsung hợp tác với MediaTek vừa ra mắt mẫu TV QLED 8K hỗ trợ tiêu chuẩn là Wi-Fi 6 đầu tiên trên thế giới. Model này có tên gọi là Samsung 8K QLED i20, sử dụng chip Wi-Fi 6 tùy trình của MediaTek. Samsung 8K QLED i20 được định vị ở phân khúc là TV flagship và hiện là mẫu TV có hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 duy nhất được bán ra trên thị trường toàn cầu. Với kết nối Wi-Fi 6 mới nhất, người dùng có thể trải nghiệm nội dung đa phương tiện trên TV tốt hơn và mượt mà hơn. Trong thông cáo báo chí của MediaTek nói rằng, Samsung là đối tác chiến lược lâu dài của chúng tôi và các nỗ lực mới nhất quán của Samsung đã giúp cho MediaTek tiếp tục đưa ra các giải pháp IC hàng đầu trong ngành như là Wi-Fi 6 Family ra thị trường. Samsung đang thúc đẩy sự phát triển phân khúc TV thông minh cao cấp và việc hợp tác với họ trên Wi-Fi 6 và 8K chỉ là khởi đầu cho nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ và các vấn đề giải pháp kết nối cũng như là Wi-Fi 6 tiên tiến. Các bạn thân mến, Oppo là một trong những thương hiệu smartphone lớn trên thị trường và trong vài tháng qua, hãng đã liên tục cho ra nhiều sản phẩm mới. Gần đây thì hãng đã cho ra mắt tai nghe không dây là Oppo Enco Free 2 Wireless AirPods và cả đồng hồ thông minh là Oppo Watch. Và bây giờ thì công ty đã gợi ý rằng hãng sắp ra mắt dòng sản phẩm là Smart TV của riêng họ. Mặc dù vậy thì ngày ra mắt chính xác của Oppo TV vẫn chưa được hé lộ. Một đại diện của Oppo chỉ cho biết Oppo TV sẽ được trình làng vào nửa cuối năm nay. Ông tuyên bố rằng tầm nhìn của Oppo về Internet of Things IoT là tạo ra một cuộc sống thông minh đa thiết bị, đa dạng hóa người dùng, tập trung vào 4 nhóm người dùng chính, đó là cá nhân, gia đình, du lịch và văn phòng. Oppo cũng muốn cung cấp một danh mục sản phẩm phong phú dưới thương hiệu của mình trong danh mục các thiết bị được kết nối. Không chỉ sản xuất smartphone, Oppo sẽ ra mắt là Smart TV vào nửa cuối năm nay. Ngoài việc Oppo sẽ ra mắt dòng sản phẩm Smart TV vào nửa cuối năm nay, hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về thiết bị này. Hy vọng rằng nhiều chi tiết hơn về TV Oppo sẽ được tiết lộ trong những ngày tới. Việc ra mắt dòng sản phẩm Smart TV của riêng mình, Oppo sẽ tham gia cùng với Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, Motorola và Nokia, những công ty đã ra mắt một số model Smart TV của riêng họ. Mặt khác thì Realme, một thương hiệu smartphone được Oppo hậu thuẫn, cũng chuẩn bị tham gia vào thị trường này. Các bạn thân mến, theo một số nguồn tin thân cận, Apple sẽ phải lùi lịch ra mắt của thế hệ iPhone hỗ trợ 5G ít nhất là một tháng, trong khi đó thì con số này với iPhone 9 hay còn gọi là iPhone SE2 có thể sẽ là vài tháng. Đây là một trong những ảnh hưởng đáng kể mà virus corona gây ra. Cụ thể, trang Bloomberg đưa tin, tất cả các model iPhone ra mắt trong năm 2020 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh virus nCoV gây ra. Trong đó thì mẫu iPhone 12, model hỗ trợ kết nối 5G đầu tiên của Apple, có thể bị lùi lịch ra mắt ít nhất là một tháng, thay vì là tháng 9 như là hàng năm. Trong khi đó thì xui xẻo hơn, mẫu iPhone SE2 hay còn gọi là iPhone 9 hoặc là iPhone 2020 cũng sẽ bị rời lịch ra mắt, nhưng sẽ lên đến vài tháng. Nguyên nhân của việc này đến từ các nguồn cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó thì nhu cầu mua sắm của người dùng cũng giảm đáng kể, khiến việc ra mắt sản phẩm mới đã khó lại càng khó hơn. Chia sẻ với trang Bloomberg, đại diện của Hon2, một nhà cung cấp linh kiện lớn của Apple đã cho biết, chúng tôi hy vọng các nhà máy tại Trung Quốc sẽ bắt đầu làm việc vào cuối tháng 3. Trong khi đó, thì theo phân tích của Wamsi Mohan của Bank of America, Apple chưa xác định được khi nào sẽ ra mắt iPhone mới, họ còn chờ đợi động thái từ thị trường, cũng như là việc sản xuất có thể tăng trở lại vào tháng 4 hoặc là tháng 5 tới. Trước đó, thì Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple cũng thông báo sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 3 sau một thời gian dài đóng cửa do virus nCoV. Được biết thì vào cuối tháng này, hơn một nửa công nhân của nhà máy sẽ chuẩn bị để làm ở lại. Dự kiến thì vào cuối tháng này, hơn một nửa công nhân của nhà máy sẽ chuẩn bị để đi làm trở lại. Dự kiến nhà máy ở Trung Quốc sẽ hoạt động lại vào cuối tháng 3.
Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những thông tin công nghệ hot nhất của ngày hôm nay. Các bạn ấn tượng với thông tin nào thì hãy cùng nhau chia sẻ với mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.